một viên, cô Ly và những người bạn. Tập 17, đừng chạy trên cầu thang. Mấy đứa, mau xuống đây ăn sáng đi. Con đến đây mẹ. À, anh bị trễ rồi, Lucy tránh ra. Peter, con có thể làm em gái bị thương đó. Và đừng có nhảy xuống cầu thang như vậy. Dạ xin lỗi mẹ, con không nói nữa. Con phải đánh đồn đây. Peter. Xong rồi, vấn đề đã được giải quyết. Tôi xin lỗi vì đã gọi chú tới sớm như chị. Không sao đâu. Khi mình vui vẻ thì thời gian trôi nhanh thiệt. Tôi cần phải đi rồi. Ôi trời đất ơi, chú có ổn không? Con đã băng bó cho chú xong rồi. Cảm ơn con em. Kể từ bây giờ hãy cẩn thận hơn khi đi cầu thang. Chú sẽ nhớ lời con nói. Đây là buổi lễ khai trương cửa hàng đồ chơi mới của chúng tôi sau giờ học hôm nay. Cindy, chào buổi sáng. Xin chào sạc. Cậu chậm hơn mình rồi đó. Không, cậu mới chậm hơn. Tránh ra một chút nào, tránh ra cho mình. Nè, chạy gì nhanh vậy? Cậu không thể chạy lộn xộn trên cầu thang, nguy hiểm lắm. Nhưng xin đi, chúng tôi chạy. Mình chiến thắng rồi. Vậy không được làm vậy, ăn gian quá Peter. Đúng là hết nói nổi. Hôm nay cô sẽ kết thúc với ghi chú này. Lắng nghe mấy đứa à, sáng nay xảy ra một tai nạn trên cầu thang. Cô muốn tất cả các em phải cẩn thận khi lên xuống cầu thang, có biết hay chưa? Dạ. Thấy không, mình đã nói với cậu rồi, các cậu phải cẩn thận khi đi cầu thang. Peter, mình nghĩ rằng chúng ta cần phải thi đấu lại. Đấu gì chứ, cậu quá chậm. Cậu nói cái gì? Đây là gì? Cửa hàng đồ chơi mở chào hôm nay. Cửa hàng đồ chơi mới hả? Giảm 50% mua shopper ra gần kìa. Chúng ta cần đến đó ngay bây giờ. Peter, trước tiên chúng ta cần phải đua một lần nữa trừ khi cậu sợ mình. Johnny, mình có thể đánh bại cậu trong giấc mơ. Là những giấc mơ ngọt ngào. Trời ơi, không có mặt bằng. Hai người đó sẽ không bao giờ hiểu được. Lần này mình sẽ chiến thắng. Không có đâu hả? Tránh ra. Cậu tránh ra. Dừng lại. Đau quá. Mình đã nói là sẽ thắng mà. Chưa xong mà. Chờ đã, cuộc đua chưa kết thúc đâu. Johnny. Chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại dừng lại đột ngột như vậy chứ? Mình nghĩ rằng cửa hàng đồ chơi ở đây, nhưng không phải vậy. Để mình xem thử. Nó ngay đây mà ta. Nó ở ngay dưới đó. Hãy đến cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn một con Super Dragon thôi. Họ chỉ còn một con Super Dragon. Và nó sẽ là của mình. Không, con Super Dragon sẽ thuộc về mình. Không công bằng. Hả? Có phải... Đến mua đi nào. Và Peter và Johnny. Không thể cho cậu ta thắng được. Xem mình tuột đây. Hãy gặp lại Johnny. Không công bằng. Peter, em có sao không? Dạ, cảm ơn chị nhiều. Mấy đứa, chơi xung quanh cầu thang vậy là không an toàn. Là lỗi của tụi em mà Amber. Chúng ta sẽ nói một số quy tắc an toàn, vì vậy hãy lắng nghe. Cầu thang có thể rất nguy hiểm nếu tụi em không quan sát thật kỹ. Nếu tụi em chơi với bạn bè trên cầu thang hoặc trượt xuống lan can, có thể sẽ bị thương. Vì vậy tụi em hãy nhìn thẳng về phía trước và giữ chặt tay vịn khi lên hoặc xuống cầu thang. Nếu cầu thang đông người đi thì hãy đi bộ thật chậm, giữ khoảng cách giữa mình và người phía trước. Hiểu chưa vậy? Dạ, em hiểu rồi em bơ. Peter, Super Dragon. Chú gì ơi? Hãy bán Super Dragon cuối cùng cho con đi chú. Không, mình đến đây trước.
Super Dragon, chú vừa bán cái cuối cùng rồi tụi con. Cái gì? Trời ơi. Nhưng con cần cái đó mà chú. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim băng qua đường không đúng quy định rất nguy hiểm. Mình sẽ lấy cái này. Mình muốn lấy một cái. Wow. Hôm nay áp dụng giảm giá 50% Super Ranger đó. Giá sau khi giảm nghe có vẻ ổn đó. Wow. Super Ranger chứ còn nữa giá. Nè, không biết như vậy rất nguy hiểm hả? Thật là tuệ. Phải vậy chứ. Nè các cậu, không được qua đường ở chỗ này. Thật là một việc đáng lo ngại. Mẹ, mẹ mua cho con một con Super Ranger nha. Nếu chúng ta không mua hôm nay, người ta sẽ bán hết đó. Không được. Sao vậy? Sao vậy mẹ? Tại sao? Vì mẹ mới mua cho con vào tuần trước rồi. Nhưng mẹ, đó không phải là Super Ranger. Nè, con đã hứa với mẹ. Khi mẹ mua nó cho con, con hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, chơi với em gái và dọn dẹp đống đồ chơi. Con có nhớ không? Con quên rồi. Được rồi. Nếu con đã không nhớ, vậy mẹ chắc con cũng sẽ quên mấy con Super Ranger của con nhanh thôi. Con nhớ rồi. Ơi, chúng ta hết sạch rau củ rồi. Mẹ cần mua chút nước ép cùng với sữa nữa. Chắc là mẹ sẽ phải đi chợ vào ngày hôm nay. Đi nào, chúng ta phải đi nhanh Kevin, lên. Kevin, sao gấp vậy? Có. Chúng ta có thể dừng chút ở cửa hàng đồ chơi trên đường đi. Mẹ không chắc nữa. Mẹ là tuyệt nhất đó. Ôi trời ơi. Tuyệt quá, cuối cùng mình cũng có được rồi. Cái gì vậy Jin? Đây hả? Ta-da! Nó là con Super Ranger. Nhưng Jin, cậu còn nhỏ đâu. Amber, người lớn như mình cũng có thể thích chơi Super Ranger đó nha. Đội cứu hộ, Jin xin nghe. Chào Jin. Chào Cap. Biết gì không, cửa hàng đang có giảm giá Super Ranger đó. Đó là lý do mình gọi đây. Có rất nhiều người đang ở cửa hàng và một số họ không tuân thủ các quy định khi băng qua đường. Nếu chúng ta không làm gì ngay, sợ là sẽ có tai nạn á. Mình sẽ đi ngay. Mình cũng đi, Jin. Mình nữa, Bully. Trạm đầu tiên, tiệm đồ chơi. Được rồi, nhưng con phải nhớ giữ lời đó. Mẹ yên tâm, con hứa. Còn một cái. Còn một con cuối cùng kìa mẹ. Nhanh lên đi mẹ. Không kìa Vin, chúng ta phải đi vào dạch qua đường. Hả? Con không thấy dạch qua đường. Nè, chú kia cũng đâu có đi dạch qua đường. Sao con phải làm? Ôi không. Tôi sẽ mua. Không được. Bully, coi chừng này. Kevin, đừng. Mình cần phải đi chặn Mickey lại ngay. Kevin, khoan đã. Kevin. Chúng ta nên mừng là Kevin đã an toàn qua đường không đúng quy định, không những nguy hiểm giới tạo gân xấu mà còn phạm pháp nữa. Tôi đã không nghĩ tới điều đó, Polly. Khi trẻ con thấy người lớn làm vậy, chúng sẽ nghĩ rằng điều đó không sao, nhưng điều đó có thể dẫn tới những tai nạn nguy hiểm. Hãy nhớ Kevin, hãy nhớ chú ý cẩn thận khi băng qua đường, đi trên vạch băng qua đường hoặc cầu vượt hay đường hầm. Lúc nào cũng phải tuân thủ đèn giao thông. Nhưng vạch qua đường ở xa quá thì làm sao Bully? Điều quan trọng nhất vẫn là an toàn, ngay cả khi tốn thời gian và em đang vội. Dù cho trái bóng có lăn xuống đường hay ai đó gọi cho em, thì đó cũng không phải là lý do em có thể vượt ẩu. Đúng đó Bully, cô có giữ tay Kevin nhưng nó đã dậy ra được. Chuyện đó vẫn thường xảy ra thưa cô. Có một cách giữ tay khác hay hơn. Trẻ con thường dễ dàng dãy tay ra khỏi mình. Cách tốt nhất là nên nắm khuỷu tay của trẻ. Cô rất là cảm kích đối với cả hai người. Con cũng vậy. Ở đây. Cái này cho con.
Đó sẽ là anh hùng của con. Điều đó thật tốt, nhưng con muốn một anh hùng lớn hơn Super Ranger. Sao? Lớn hơn Super Ranger? Dạ, bây giờ con muốn có một. Holy. Xin lỗi Kevin, nhưng anh e rằng anh không có giảm giá. Vậy em sẽ mua nguyên giá. Không được giật ẩu và nhớ đường đi đúng vạch qua đường nha. Hẹn gặp lại sau. Tập phim chạy mau, trận đấu trong rừng phần 2. Vậy là tới bây giờ chúng ta đã biết hắn rất giỏi cải trang, nên chúng ta không biết chính xác hắn ra sao, và chúng ta cũng không đoán được hắn dùng vũ khí gì hết. Đúng, bây giờ hắn đang nhỡn nhơ ngoài kia, khu vực bảo tồn đang gặp nguy hiểm. Phải, hắn ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích. Chúng ta đang gặp đối thủ đáng gờm. Cậu nói đúng, nhưng chúng ta có 6 người, nếu hợp tác với nhau chắc chắn sẽ bắt được chúng thôi. Ồ, các người dừng ở đây được rồi, vì các người mà hắn ta mới chạy thoát được đó. Sao? Hai người không tin tưởng chúng tôi? Bình tĩnh, Haley. Tôi hiểu hai người lo lắng chuyện gì, nhưng mà chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Sự an toàn của thị trấn mới là quan trọng nhất. Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tốt nhất là mọi người nên cẩn thận một chút. Đương nhiên, như mọi khi thôi. Quay lại nào, mình nghĩ là mọi người nên chia ra kiểm tra từng khu vực, có tình gì thì liên lạc với nhau thôi. Được. Mình đào bẫy ở khắp nơi trong rừng cho bọn chúng khỏi làm phiền nữa. Xuất sắc. Bây giờ bắt đầu đi săn nai. Ngay lúc quan trọng phải đi nạp điện trước đã. Toàn thị trấn chú ý, có một tên săn bắn trái phép trong khu vực bảo tồn. Đội cứu hộ vẫn đang điều tra. Chị nói gì vậy? Không, như vậy là sao? Cậu coi, chắc là bọn săn bắn trái phép thiệt rồi. Mình cũng nghĩ vậy á. Cậu đoán coi tại sao ngày hôm qua còn nay đó không xuất hiện nữa. Cậu nghĩ có chuyện gì không vậy? Chắc không đâu. Dù sao thì đội cứu hộ cũng đã vào cuộc rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mình cũng hy vọng là nó không bị làm sao hết. Lily, cậu có phát hiện gì chưa? Chưa có, nhưng mình vẫn buồn vì mắt với Becky nghĩ chúng ta vô dụng. Chúng ta cũng là đội cứu hộ mà. Chắc họ không nghĩ vậy đâu, chỉ là họ hiểu rõ về tên này hơn chúng ta thôi. Đúng vậy, may là những chuyện này không xảy ra thường xuyên trong thị trấn. Chính xác. Nên thay vì thấy khó chịu, chúng ta phải hợp tác với nhau để nhanh chóng bắt được cái tên đó. Sao cũng được, mọi người nhớ theo sát mình nha. Chúng ta phải tăng tốc lên. Cậu có chắc là nên hợp tác với đội cứu hộ của thị trấn Broom không? Mấy người bọn họ chỉ cản tay cản chân mình thôi. Họ cũng có lý do của họ mà. Nhưng mình cũng thấy hợp tác với họ không phải là lựa chọn tốt nhất. Mình không muốn ai bị thương vì chúng ta hết. Mình cá là hắn ta đi men theo bờ sông. Chào đã, có phát hiện rồi. Kiểm tra cái đã. Hắn ta có đi ngang đây, mình sẽ lần theo đường này. Đi thân mình bất kỳ. Được thôi. Tới đây thì không còn thấy dấu bánh xe nữa rồi. Mắt kia kìa. Chắc chắn là có một cái bẫy ở cửa hàng. Cậu có nghe không? Đúng là cách làm của hắn ta rồi. Chính xác, sẵn sàng chưa? Rồi. Chú Nai tội nghiệp, yên tâm đi, bọn tôi sẽ cứu cậu ra. Chào đó Butcher, ngươi nhất định sẽ biết tay bọn ta. Cuối cùng cũng có trạm sạc điện rồi. Chị biết không, có một chiếc xe khả nghi xuất hiện ở trong khu bảo tồn á. Chị cũng có nghe, nghĩ tới tôi là thấy sợ rồi. Mong là sớm tìm được. Chắc mình phải cải trang thôi. Thôi em đi trước nha chị, gặp em sau với boss đi. Sạc điện giúp tôi, mau lên. Được, chạy lên thêm chút nữa. Hả, gì đây, hình như là ông rớt đồ rồi nè. Đó là một cái bẫy thú. Phải ra khỏi đây mau. Khoan, tôi quên mang tiền rồi. Khoan đã, quay lại đây. Đứng lại.
Hình như là mình mới cán phải dây thừng. Vì vậy Jean, Holly, Mark nữa, chị Stacy mới gọi. Nói là chị ấy nhìn thấy tên Poacher đó ở trạm sạc điện. Nếu đúng là Poacher thì bây giờ hắn ta đã về lại khu bảo tồn rồi. Được rồi, chúng tôi sẽ lục soát toàn khu rừng. Cần gì cứ gọi cho chúng tôi ngay có được không Mark? Được, cảm ơn Polly. Hình như là hợp tác với nhau vẫn tốt hơn đó Bucky. Nhưng mà có cần không? Hắn sắp về tới đây rồi. Chúng ta cứ chờ ở đây, chừng nào thấy hắn thì xông ra hai đánh một. Đừng có quên đó là Poacher. Chúng ta không biết kế hoạch của hắn ta là gì đâu. Nên càng phải chờ ở đây, phải làm cho hắn bất ngờ. Haley, cậu có phát hiện gì không? Không thấy. Hắn ta kìa, Polly, tên Poacher vừa chạy vào rừng. Cậu cứ theo sát hắn đi, tụi mình sẽ tới ngay. Poacher, đứng yên đó. Được thôi, đứng thì đứng, việc lo xử lý cái này trước đi. Mọi người cẩn thận. Hết. Quay, cậu không sao chứ? Không cần lo cho mình đâu, đuổi theo hắn ta đi. Được rồi, Haley, đi với mình. Mình biết rồi. Đứng lại, Poacher. Tình sinh con này. Ngươi nên bỏ cuộc đi, đội cứu hộ vùng núi đang tìm ngươi. Hai tên đó hả? Ta chăm sóc cho chúng chu đáo rồi. Như vậy nè. Polly, coi chừng, cậu đang lao tới ngọn đá. Đáng lên, tôi sẽ kéo cậu lên. An toàn rồi. Polly, không sao rồi. Phải, giờ có Bucky. Nếu như không có cậu, chắc Polly có chuyện thật rồi. Cậu đã cứu tôi, cảm ơn. Không có gì. Tiếp theo phải làm sao đây? Rồi với Amber bị thương, còn Poacher thì chạy mất. Chúng tôi đã biết là hắn ta sẽ đi đâu rồi. Hả? Sao không nói với chúng tôi? Chúng tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể tự giải quyết với tên đó được. Đúng, chúng tôi không muốn kéo mọi người vào nguy hiểm nữa. Đúng như mình nói luôn. Mọi người sẽ ổn thôi, Haley. Nếu hai người đã biết hắn ở đâu thì nên đi bắt hắn về liền đi. Đi thôi, tới lúc kết thúc chuyện này rồi. Chỗ này tôi nghĩ hắn chưa về tới đâu. Làm sao cậu biết được? Đơn giản thôi, chúng tôi có thiết bị cảm ứng ở trong hàng để biết là Poacher đã về tới hay là chưa. Công nghệ cao. Poacher đang chạy về đó, mọi người mau chuẩn bị. Polly, lên. Poacher. Ai đó? Ai? Người ở đâu? Ngay sau lưng người đây. Mau chịu tối đi. Lâu rồi không gặp bố chưa. Ngươi làm hại bao nhiêu động vật, tới lúc phải trả giá rồi. Các ngươi nghĩ mấy sợi dây mỏng manh này mà trói được ta hay sao? Các cậu Bucky, Polly, ráng lên. Đừng lo cho tụi mình, đi tìm Poacher đi. Làm sao mà bọn chúng có thể bắt được mình? Ngươi đừng có vội mừng. Ngươi hết đường chạy rồi. Bọn mình cũng hết kiên nhẫn rồi. Rồi, Amber, hai người tới đúng lúc lắm. Tránh ra chỗ khác đi. Đi đi, có biết ta là ai hay không hả? Không thể nào. Tốt nhất là đi thôi. Ngươi không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Ngươi muốn vậy chứ gì? Nè, đứng lại. Đứng lại. Hình như bọn chưa bị rơi vào bẫy của chính mình. Bánh rồi. Bánh xe sao bị kẹt rồi. Đưa ta lên.
thả ta ra không công bằng. Cảm ơn hai người giỏi lắm. Nhờ có hai người mà thị trấn Frum lại yên ổn trở lại rồi. Mình chúng tôi đâu có làm được. Nhờ đoàn kết mà chúng ta mới có thể bắt được hắn ta đó chứ. Phải, tôi xin lỗi vì không tin mọi người. Một đội cứu hộ quá xuất sắc, cứng như đá luôn. Wow, lời khen từ đội cứu hộ vùng núi. Còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cuối cùng thì mọi người cũng đã trở thành bạn bè rồi. Hai người nó sẽ có đồng đội tới giúp đưa hắn về mà có đúng hay không hả? Phải, cậu ấy đây rồi. Máy bay vận chuyển tìm kiếm đây rồi. Wow, wow. Quá tuyệt vời. Xin chào mọi người, tôi là Kerry. Rất vui được gặp cậu Kerry. Tôi đã nghe kể hết rồi, cảm ơn vì đã giúp bạn tôi nha. Đừng khách sáo. Tôi không thích hạ cánh, nhưng chuyến đi còn dài lắm. Có gì đâu, khi nào rảnh thì cậu cứ bay tới đây nha. Chắc chắn rồi. Ủa? Bất cứ lúc nào mọi người cần chúng tôi giúp đỡ, cứ gọi điện thoại cho chúng tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu cũng vậy. Mọi người, bảo trọng. Tạm biệt, hẹn gặp lại đội cứu hộ thị trấn Rum. Tạm biệt, cảm ơn. Ra đi. Có ra không? Nó kìa. Dễ thương quá à. Được nhìn thấy nó là vui rồi, nhớ nó quá. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim làm sao để gọi 911. Các cậu đoán xem tin gì? Hả? Hôm qua xuất hiện một trận mưa sao băng tuyệt vời nhất luôn đó. Mình tận mắt thấy nó. Yeah, mưa sao băng đó sáng cả một vùng trời luôn á. Ồ, sáng cả một vùng trời, đúng vậy. Mình chưa bao giờ thấy sao băng. Các cậu nghĩ nó trông ra sao? Nghe nói nó chỉ là cục đá rơi từ không gian. Cục đá hả? Không phải, nó phải là trái banh thật bự biết phát sáng. Cả ba tụi mình sẽ đi dò tới xuống dưới kia nha. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Cây dò điện thần kỳ dùng để truy tìm năng lượng. Cây xúc xích khổng lồ. Vì chúng ta ở ngoài vài tiếng nên mình sợ sẽ đói bụng. Máy dập bông truyền đạt với người ngoài hành tinh. Khoan đã, mấy thứ này làm sao để giúp tìm ra sao băng hả? Peter, mình nghĩ chắc cậu mang cây gậy này sẽ không ăn được gì. Nè, coi thử đi. Ha, hãy xem cây dò điện siêu cấp đây. Dò được rồi. Hôm nay, đi nào. Hả? Cậu ấy có sao không vậy? Không biết. Cậu có chắc mình đang đi đúng đường không vậy? Đương nhiên đúng rồi, mình đang dò đúng đường mà. Nên dẫn đi hướng này hả? Bọn mình sẽ tới sớm thôi. Ồ, ở đằng kia. Nên cậu vẫn chắc chắn 100%. Đúng vậy, mình nói mình biết đường đi mà. Không, xúc xích của mình. Đừng ngã. Peter. Hả? Cái gì vậy ta? Bây giờ ở đây tối quá à. Nhưng mình chắc là mình đã thấy cái gì đó. Sạc, cậu có đèn ở đó không? Ở đây. Có sao băng kìa. Chắc là nó rồi. Chạy. Mình nên gọi 911. Nhưng mình không có điện thoại để gọi. Đúng rồi, thấy liên lạc của cậu. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Có đám cháy, tụi em không biết phải làm sao hết. Các em đang ở đâu vậy? Đây là một cái cabin ngay giữa rừng sâu. Nhưng em chưa đến đây bao giờ nên không chắc. Được rồi, các em hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi. Mô tả xung quanh xem, em nhớ đến bằng cách nào. Đến đây. Tại một ngã ba trên đường đi, bọn em đã quẹo trái. Và sau đó chúng em đã băng qua một con sông nhỏ. Và tụi em đã té xuống một vách núi. Đó là lúc bọn em tìm thấy cái cabin đang cháy. Được rồi,
Nghe nè các cậu. Hả? Có người báo có đám cháy trong rừng trong một cabin. Cần các cậu tới đó. Mình gửi thông tin vị trí. Biết rồi. Ellie, bây giờ mình đi vào trong rừng. Cậu nói cho mình hướng đi. Mình biết rồi. Rồi, quẹo trái. Cảm ơn. Rồi, Haley. Các em ổn chứ? Dạ, bọn em ổn. Sự việc có thể tệ hơn rất nhiều, nhưng cũng may các em kịp thời gọi điện báo. May quá. Nên khi nào các em thấy có cháy, sử dụng điện thoại hay là thiết bị liên lạc nào để gọi 911. Lúc nào cũng phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh và mô tả vị trí chính xác của đám cháy. Nếu đám cháy xảy ra ở nơi mình không quen thuộc, nhìn xem cảnh vật xung quanh. Cảnh vật có thể là nhà cao tầng, thư viện, trường học, cây lớn, hoặc ở ngã tư, bùng binh, sông, hồ, tàu điện ngầm, hoặc trạm xe buýt. Như vậy, lính cứu hỏa sẽ tìm được nơi đó dễ dàng hơn. Các em đã hiểu chưa? Dạ rồi, hiểu rồi. Nhưng mà tại sao bọn em lại đi vào trong rừng này vậy? Mưa sao băng. Ôi không, nó có thể ở trong đó. Mình đã nhớ mang nó ra rồi. Chúng ta có sao băng rồi nè. Các em tìm được sao băng hả? Thật tuyệt vời. Mọi người đều đang nói về nó đó. Làm tốt lắm. Tìm được rồi. Một phim Poly và những người bạn. Tập 25 An toàn khi chơi bóng. Mình hiểu rồi. Dành bóng đi cho nè. Nè sạc. Sạc nhận bóng. Sạc, cậu không sao chứ? Cậu phải né ra chứ. Xin lỗi, mình thật sự không giỏi thể thao chút nào. Mình còn không thể bắt được một trái bóng. Để mình đá lại nha. Các cậu cứ chơi đi. Sạc, đợi một chút đi. Hả? Mình chắc chắn cậu giỏi cái khác mà. Phải, chúng mình sẽ tìm môn thể thao cậu thích. Thật không? Em đi đi, xong rồi. Cậu không sao chứ? Trước khi bắt đầu chơi thì chúng ta phải khởi động trước. Bằng cách đó chúng ta sẽ ít có khả năng bị trật chân. Em sẽ làm điều đó từ bây giờ em bơ. Em cũng vậy. Tốt, chị rất vui. Sạc chứ. Mình sẽ cố. Rồi, mình ném nha. Cái gì vậy? Xin lỗi anh. Có sao không vậy? Em xin lỗi anh. Cậu đã sẵn sàng chưa? Wow, nhìn kìa. Cậu làm tốt quá. Thật sao? Cố lên. Cậu làm được mà. Được rồi. Sắp vô rổ rồi. Có lẽ cậu xem xong thì cậu sẽ làm được. Thấy không? Vô. Không. Tránh ra. Đừng bao giờ chạy ra đường như vậy. Phải nhìn đường chứ. Dạ xin lỗi. Nếu như đi ra đường như vậy em có thể gây ra một tai nạn rất nghiêm trọng. Sắp làm được rồi. Hãy thử lại lần nữa đi. Cậu đang làm rất tốt. Làm sao mà chạy sau đó luôn vậy? Bây giờ chúng ta thậm chí không có một quả bóng. Không thành vấn đề. Hãy để cho mình. Cẩn thận đó. Đừng lo lắng, dễ như ăn bánh thôi.
Hơi... chỉ cần một chút nữa thôi, sắp được rồi. Xong rồi đó. Peter mình không thể giữ được lâu nữa, mình sẽ rơi xuống mất. Mình sẽ tìm người giúp. Cố lên Peter, mình không thể giữ lâu hơn được nữa đâu. Peter. Em không sao chứ? Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chỗ đó cao quá, em đã rất may mắn khi không bị thương. Em thật sự xin lỗi chị nha. Chị biết một vài quy tắc bảo vệ em an toàn. Đừng bao giờ đu ở khung thành bóng đá hoặc khung bóng rổ. Em có thể bị thương rất nặng. Hãy khởi động đúng cách trước khi em bắt đầu chơi thể thao hoặc tập thể dục. Hãy chú ý đến những người xung quanh mình để họ không bị thương. Chơi ở khu vực an toàn, cách xa chỗ đông người và xe hơi. Đừng bao giờ đuổi theo một quả bóng ra đường mà không kiểm tra xem có xe không. Tốt nhất là vậy, hãy nhờ người lớn giúp mình lượm quả bóng. Tụi em có thể xử lý đúng không? Dạ, tụi em làm được mà em ơn. Cậu làm được mà sát. Nhanh nào. Mình biết cậu có thể làm được mà. Thật là tuyệt vời. Đúng là tuyệt quá rồi. Một viên, Bully và những người bạn. Tập 15. Đừng đi tới nơi nguy hiểm. Bắt cóc là khi có người dẫn tụi con đến nơi tụi con không muốn đến. Điều quan trọng nhất là không được đi một mình, đặc biệt ở nơi yên tĩnh và hẻo lánh, mà phải đi chung với một nhóm, biết chưa? Dạ. Nếu có người muốn tóm lấy mình và cố gắng đưa mình đi thì nên làm gì hả? Tôi không quen chú, đừng chạm vào tôi, ai đó giúp tôi với. Rất tốt đó, đừng quên điều này. Cửa hàng đồ chơi sẽ về shopper ra rồi vào ngày hôm nay. Đi thôi nào. Dạ, mình sẽ mua được cái đầu tiên, bởi vì mình biết một con đường tắt. Trời, hơi tối rồi. Nè nhóc. Đi, tôi không quen đâu, ai đã giúp tôi với. Chú ý như vậy là tốt. Hả? Tại sao cậu lại làm như vậy vậy? Cô giáo mới dạy chúng ta là không được đi vô chỗ hẻo lánh một mình đó. Johnny, hôm nay Super Dragon sẽ về hàng, mình phải đi đến đó. Wow, Super Dragon, nha, mình sắp gặp cậu ở đó. Chờ đã, chờ mình chứ. Hãy xem cái này đi. Có một vụ bắt cóc đã xảy ra ở thị trấn bên cạnh. Khuôn mặt nghi phạm được camera ghi lại. Trông hắn như một người ông tốt bụng, không có vẻ đáng sợ chút nào. Những kẻ bắt cóc không phải lúc nào cũng là những người lạ đáng sợ, mà có thể là những người nhìn có vẻ tốt bụng hoặc người mà đứa trẻ từng quen biết. Để an toàn thì mình sẽ tăng cường tuần tra. Mọi người xin hãy cảnh giác. Chắc rồi. Đây nè, kem sô-cô-la chỉ dành riêng cho con thôi. Con cảm ơn chú. Mà con đang đi một mình có phải không? Jesse, còn xong chưa vậy? Mình sắp thành công rồi. Mấy hôm nay không có phụ huynh nào để con đi một mình hết. Chờ đã, có kem kìa. Không Johnny, chúng ta phải đi ngay. Chúng ta có thể ăn rất nhanh. Nhanh lên Johnny, không phải bây giờ đâu. Hôm nay kem mình ăn miễn phí. Miễn phí hả? Kem của tụi con đây. Con cảm ơn chú. Vậy tên của tụi con là gì? Con là Johnny và bạn con tên là Peter. Chúng ăn một cách rất ngon lành. Tụi con có thích mèo không vậy? Hôm trước chú tìm thấy một con mèo con đi lạc, có lẽ tụi con sẽ thích đó. Con yêu mèo, con muốn có con mèo. Vậy sao tụi con không đi xem thử? Wow. Đi theo chú. Johnny, cậu giỡn với mèo mà đúng không? Mình đưa mèo về nhà mình. Peter, cậu đã có Buddy ở nhà rồi, cậu ấy sẽ không thích con mèo đâu. Mình đoán là không. Tụi con không thể lấy con mèo được.
Không sao đâu, dù sao chú cũng cần phải đến bưu điện gửi đồ. Tụi con biết đường đi có phải không? Dạ biết chứ, không ai hiểu thị trấn Rum như tụi con đâu. Vậy thì hãy vào đó và chỉ đường cho chú đi. Được dạ. Thôi khoan đã. Super Dragon. Đúng rồi. Chúng ta nên đi ngay. Xin lỗi nha chú. Cảm ơn chơi game của chú. Nè. Đợi đã. Trời ơi, đau bụng quá đi. Khoan đã. Không biết chú bị sao nữa. Tụi con hãy giúp chú có đi. Có tụi con ở đây rồi. Đợi đã, hãy gọi cho đội cứu hộ. Hả, đội cứu hộ sao? Ô không, đến đây. Đừng có lằng nhằng nữa. Vào trong xe tải đi. Hãy để tôi đây. Buông ra. Có ai không? Mà cứu tôi với. Cứu tôi. Peter, cứu với. Cứu với. Hả? Chuyện gì vậy? Có ai không? Ai đó làm ơn cứu với. Johnny, dừng lại, con không muốn đi với chú. Nè, chỉ cần vào trong đó và giữ im lặng. Đi thôi. Buông em bé ra đi. Tốt nhất là mình nên đi khỏi đây thôi. Lái. Em có ổn không? Ở đó đi, ông sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Tôi cần một luật sư. Ba. Còn có ổn không? Ba rất vui vì con đã an toàn. Nè mấy đứa, cuối cùng cũng an toàn rồi ha. Chị rất vui vì tụi em ổn. Hãy nhớ rằng nếu có một người lạ đề nghị mua đồ chơi hoặc đồ ăn, tụi em phải nói không và bỏ đi. Nếu có một người lạ hỏi đường hoặc nhờ chúng ta tìm thú cưng bị mất, hãy nói với họ rằng mình không thể giúp đỡ và bỏ đi. Nếu người lạ nói rằng thành viên trong gia đình tụi em bị bệnh, trong mọi trường hợp tụi em không nên đi với bọn họ. Thay vào đó hay gọi điện thoại cho người nhà và cho họ biết những gì đang xảy ra. Tụi em hiểu không? Dạ, cảm ơn em bơ. Thỏ tiêu rồi, Super Dragon. Em thật sự muốn mua nó. Vậy chúng ta có nên đi mua ngay hay không? Hả? Thật sao? Ba ơi, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Tất nhiên rồi con. Ba là giỏi nhất. Cứ người chết tuyệt vời nhất. Người hâm mộ xiếc. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là tiết mục được mong chờ nhất đêm nay. Nhào lộn xoay người trên không. Và bây giờ là tiết mục hấp dẫn nhất của đoàn xiếc thị trấn Brom. Spooky đã thực hiện được cú nhảy ở trên không. Spooky, cậu làm y như trong đạp xiếc luôn đó. Hey, mình chẳng giỏi giang gì đâu, nhưng được cái là bắt chước hay lắm. Dạ cậu. Hả? Con mình nè. Wow, khiếp, cậu giỏi quá. Nhìn giống y như là đang diễn xiếc vậy đó. Hay thiệt luôn đó. Mình cũng muốn thử nữa. Được rồi, bây giờ là tới lượt mình. Quay. Spooky, phải tập mới được chứ. Nhưng mà mình thấy dễ lắm mà. Bữa nào gặp nha. Gặp sao, tạm biệt. Stacy. Hả? Chào chị. Chào em Haley. Em ghé qua kiểm tra điện thoại khẩn cấp, coi có vấn đề gì không. Vẫn bình thường. Hay quá. Thấy chưa, cuối cùng mình cũng làm được rồi. Stacy, làm được rồi. Em làm được thật rồi. Chào cậu Haley. Cậu làm được chuyện gì vậy? Mình đã tập được trò nhào lộn giống trong rạp xiếc. Nhào lộn? Đúng. Sau khi Spooky đi xem xiếc về á, thì em ấy tập trò nhào lộn ngay. Spooky, mấy trò nhào lộn trong rạp xiếc nguy hiểm lắm. Lỡ bị thương rồi sao? Cậu yên tâm đi, trò nhào lộn mình tập cũng không phải gì là khó khăn lắm. Mình đi trước đây, gặp lại sau nha. Bây giờ em tính đi đâu? Hả? Em sẽ đi biểu diễn cho bạn bè của em coi. Em đi trước đây. Spooky, ôi trời,
Về tới rồi. Chào cậu Haley. Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Jin chuẩn bị giới thiệu phát minh mới của cậu ấy. Tụi mình đang chờ coi đó là gì. Phát minh mới sao? Ta-da! Đây rồi. Các cậu có thích nó không? Cái gì vậy Jin? Đây là xe đạp một bánh dùng để diễn xiếc. Nhìn nguy hiểm quá. Jin à, mau xuống đi. Lỡ té là phiền lắm đó. Không sao, mình giữ thang bằng được mà. Jin, mình thấy cậu nên leo xuống đi, không an toàn chút nào. Không, mình làm được mà. Jin! Cậu có sao không? Mình thấy không ổn cho lắm. Cậu nhào lộn được thiệt hả? Đương nhiên là được rồi. Hãy xem đây. Cậu giỏi quá. Trò đó đơn giản mà. Mình cũng mới tập trò nhào lộn mới đây. Thật hả? Thử xem. Mình muốn xem lắm. Được thôi. Wow, nhìn thấy thích thật đó. Cảm giác giống như là bay lên trời vậy đó. Vậy hả? Để mình thử nha. Mình làm được rồi. Cậu làm được rồi. Không tệ nha Spooky. Wow, hai cậu ai cũng giỏi hết. Giống như là đang xem xiếc thật vậy đó. Vậy hả? Tụi mình làm cũng hay như họ luôn hả? Cậu nói vậy là mình muốn tập thêm mấy cái trò khó khó nữa. Cái gì vậy? Khép, hay là tụi mình tập thử trò này đi. Cậu có chắc không đó? Ồ, chắc chứ. Mình sẽ nhảy lên lộn nhào 3 vòng. Cậu thử không? Cũng được. Làm sao ôm cái chân này cả tháng được đây? Tụi mình đã cản cậu rồi mà cậu không chịu nghe gì hết á. Tại mình đâu có nghĩ là sẽ bị thương như vậy đâu chứ. Đáng lẽ mình phải luyện tập nhiều hơn nữa. Dù cậu luyện tập nhiều cỡ nào thì chiếc xe đạp một bánh đó cũng rất là nguy hiểm. Phải đó, diễn xiếc là người ta phải học từ nhỏ tới lớn thì mới được. Nói chung cậu cũng may mắn lắm rồi đó. Chỉ cần chú ý cái chân, nó sẽ sớm lành lại mà thôi. Biết rồi, mình chỉ tiếc cái xe của mình thôi ạ. Mấy hôm nay, mình thấy cả thị trấn ai cũng xôn xao chuyện diễn xiếc hết. Sao lại như vậy? Mới hồi sáng này, mình thấy Spooky tập nhào lộn giống diễn xiếc, nên phải dặn cậu ấy cẩn thận một chút. Phải học mới làm được. Lần sau gặp Spooky, thì cậu phải kể cho cậu ấy nghe chuyện mình bị thương. Jin! Kính thưa quý khán giả, bây giờ là tiết mục được mong chờ nhất. Bàn nhào lộn trên không xin phép được bắt đầu. Khép, mau lên, nhảy đi. Chắc là cậu ấy sợ không dám nhảy á. Ai sợ hồi nào đâu. Không. Cứu mình với Spooky. Trời đất ơi, Spooky bị kẹt ở trên mái nhà rồi. Ai đó làm ơn đưa mình xuống đi. Bây giờ tính làm sao đấy? Cậu ấy sắp rơi xuống đất rồi kia kìa. Tụi mình đã gọi đội cứu hộ tới đây. Cứu mình. Phiền phức quá đi à. Đội cứu hộ nghe. Jin, Spooky gặp rắc rối rồi. Bình tĩnh, nói mình nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Tình huống khẩn cấp. Spooky bị kẹt ở trên mái nhà khu công trường gần đường số 12 và đường chết. Đội cứu hộ xuất phát ngay lập tức. Sẵn sàng. Oh,
mình biết rồi. Họ tới rồi. Spooky, làm ơn mau đưa mình xuống đi. Spooky, không sao đâu, tụi mình sẽ đưa cậu xuống mà. Ember, cậu bơm niệm hơi lên có được không? Được. Haley, mau thắt dây cứu hộ vào Spooky. Roy, chuẩn bị cần cẩu. Mình hiểu rồi. Spooky, cậu đừng lo lắng, sắp xuống tới rồi. Xong rồi, Polly. Tốt rồi, Roy, đưa cần cẩu lên. Được thôi. Đỡ được rồi, lo cho Spooky đi. Spooky, cậu đừng sợ. Rồi, xong rồi, cậu đưa cậu ấy xuống đi. Được thôi. Cảm ơn các cậu nhiều. Mọi người ơi, coi mình nè, mình giống như đang bay vậy. Wow, Spooky. Spooky, đừng quay tròn nữa, nguy hiểm lắm đó. Mình xin lỗi. An toàn rồi. Hả? Cậu làm trò nhào lộn trên không giống diễn xiếc sao? Phải. Spooky, cậu nói với mình là sẽ không tập mấy trò nguy hiểm mà. Mình biết, nhưng mà mỗi lần mình làm được cái gì đó, mình lại muốn thử trò khác ngầu hơn nữa. Tụi mình không biết lại nguy hiểm tới vậy. Phải. Cậu phải biết, diễn viên xiếc phải tập luyện suốt bao nhiêu năm. Các cậu tập 1-2 ngày không thể nào làm giống họ được đâu. Mình biết rồi, mình xin lỗi, mình sẽ không tái phạm nữa. Tốt, các cậu đâu có muốn giống Jin có đúng hay không? Cái gì? Jin bị thương sao? Cậu ấy cũng thử diễn xiếc rồi bị thương ở chân. Giờ cậu ấy phải ngồi yên cả tháng luôn. Nặng vậy sao? Wow, một tháng. Nghĩ tới là sợ rồi. Mình không dám chơi mấy trò nguy hiểm này nữa đâu. Bọn mình cũng vậy. Tập phim, cậu đi đâu vậy Cleany? Mớ hỗn độn, lại phải dọn dẹp rồi. Sắp xong rồi, giờ mình chỉ cần đi đổ rác nữa là xong. Mình phải bắt đầu từ đâu đây ta? Không đúng. Ember. Chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành. À đúng rồi Ember, cậu có thể dọn đường đua giúp tụi mình có được không? Phải, tụi mình định đi tuần tra một vòng. Hả? Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Xong rồi. Ember, cẩn thận. Haley. Haley, mình mới vừa sắp xếp xong đó. Xin lỗi, cánh máy bay trực thăng tự nhiên bị trục trặc. Không sao rồi, cảm ơn Ember. Haley, cậu thực sự bỏ lại đống này để đi như vậy hay sao? Xin lỗi, mình đang bận. Mình không dọn nữa đâu.
bộn sao? Mình phải mất cả buổi sáng mới chọn được đó. Mình không. Tại sao chỉ có mỗi một mình đi chọn rác cho các cậu vậy chứ? Mình xin lỗi Amber. Bất công quá. Amber. Trạm năng lượng. Tốt sống. Hả? Không dùng được. Stacy đâu rồi? Thôi thì đành dùng tạm bộ sạc mình thích nhất. Sao? Amber giận chúng ta hả? Lẽ ra lúc nãy mình với Roy không nên nhờ cậu ấy dọn đường đua. Còn mình thì phá ngay lúc cậu ấy mới dọn xong. Mình cũng làm như vậy. Amber vừa mới tốn công dọn dẹp xong bãi xe mà mình lại bày bừa trở lại rồi. Vậy đi, chúng ta dọn dẹp đi. Biết đâu làm như vậy Amber sẽ hết giận chúng ta. Được, làm thôi. Được rồi, Jean lo dọn dẹp phòng họp đi. Haley, cậu lo dọn bãi xe. Mình với Roy sẽ tới đường đua sắp xếp cho gọn gàng. Được thôi. Trời ơi, sao mà chỗ này dơ quá vậy? Nhưng mà mình vẫn dọn được. Ủa, là Amber. Chào các cậu. Sao các cậu lại ở đây? Jean nói cho tụi mình biết là cậu đang buồn. Vậy chắc chắn là tại tụi mình rồi. Mình chỉ... Amber. Cậu đây rồi. Cậu làm tụi mình lo quá. Mình vừa mới đi dọn sạch bãi xe cho cậu rồi đó. Vậy sao? Còn nữa, mình với Roy cũng dọn sạch đường đua rồi. Nhưng tụi mình chưa có thời gian để hoàn thành. Cảm ơn các cậu. Wow, Amber cười rồi. Cậu đã hết giận chưa? Mình hết giận rồi. Chỉ cần đường đua được dọn dẹp sạch sẽ thì mình sẽ vui lại liền thôi. Cậu đừng lo. Tụi mình làm liền. Được thôi. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Lenny, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôi không, dọn mãi vẫn không xong. Đợi cứu hộ, Jean nghe đây. Alo, Stacy. Lenny gặp chuyện rồi. Thật sao? Ôi không, em cử đội cứu hộ tới ngay. Khẩn cấp. Hả? Sao vậy Jean? Lenny bị mất kiểm soát và đang xông về phía thị trấn. Trời ơi, cậu ấy sử dụng trạm sạc hư để sạc bình. Mình lo là cậu ấy đã sạc quá mức cho phép. Đi, các cậu phải đi tìm cậu ấy ngay. Hiểu rồi. Haley, tìm xem Cleaning đi đâu. Đã rõ. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Lenny đâu rồi hả? Bolly,
Mình thấy Lenny đang tiến về hướng quảng trường. Mình nghe rõ. Cậu ở đó đi. Nhóm tụi mình sẽ tới đó ngay. Hiểu rồi. Đi thôi. Được. Được. Lenny, dừng lại. Amber, cậu kết hợp với Haley giữ Clinny ở trong quảng trường đi. Mình với Roy sẽ tìm cách để ngăn cậu ấy lại. Hiểu rồi. Roy, dụ cậu ấy về bên phải, mình sẽ lo bên trái. Được rồi. Mình cũng vậy. Mình nghĩ dùng sức không cản nổi cậu ấy đâu. Cậu ấy bị sạc quá mất. Vậy chúng ta phải tìm cách để Blinny đốt hết năng lượng còn thừa trong người của cậu ấy. Tìm cách để đốt năng lượng thừa thải sao? Chúng ta đưa cậu ấy tới đường đua đi. Cậu ấy có thể thoải mái đốt cháy năng lượng trong người mình ở đó. Ý kiến hay đó. Nhưng làm sao chúng ta đưa Clinny tới đó được đây? Cậu đừng lo, vì mình vừa mới nghĩ ra ý này hay lắm. Mọi người tránh đường giùm. Cậu phải tăng tốc lên nữa Roy. Cậu không thể để Clinny bắt kịp cậu. Mình biết rồi. Cậu ấy nghỉ ngơi chút đi. Cậu ấy không sao nữa rồi. Tốt quá. Cậu giỏi quá Haley. Dùng rác để dụ Lenny đến tận đây đúng là một ý hay. Nhờ vậy mà dọn sạch được đường đua. Ừ, đúng rồi đó. Phải công nhận là Lenny giỏi thật. Amber, xin lỗi vì đã để cậu phải dọn dẹp một mình. Tụi mình hứa từ bây giờ sẽ san sẻ công việc của cậu. Đúng đó, cậu không cần phải làm gì nữa đâu. Để mình làm hết tất cả cho. Mình đã chế tạo ra một cái máy dọn dẹp. Các cậu không cần làm vậy đâu. Các cậu hiểu cho nỗi khổ của mình là mình đã thấy vui lắm rồi. Tất nhiên rồi. Amber đúng là thiên thần mà. Sao? Làm ơn hãy nghe tôi nói. Được rồi, Mickey, bây giờ con hãy đổ bê tông ở đây nha. Dạ được. Xin chào Mickey. Xin chào Polly. Xin chào chú Builder. Chú chào con. Chú đang bận lắp đặt đường ống dẫn nước có phải không? Ừ, chú phải lắp đặt 3 đường ống dẫn nước khác nhau. Đó là lý do tại sao chú làm việc từ sáng sớm. Dạ. Con biết chú đang vội, nhưng mong chú hãy làm một cách an toàn. Được, con không cần phải lo lắng. Dạ, giờ thì con phải đi rồi. Tạm biệt, Polly. Chú Builder, con đã đổ xong rồi. Hả? Để chú xem.
Tốt lắm. Con cảm ơn chú. Được rồi, bây giờ Dumbo và Pork đang đợi chúng ta, nên chúng ta hãy tới địa điểm xây dựng cuối cùng. Dạ. Xích dao. Chú Builder, làm xong rồi phải không con? Dạ. Bây giờ chúng ta chỉ cần đổ bê tông vào. Tụi con làm tốt lắm, Mickey và chú sẽ làm ở đây. Giờ tụi con có thể đi rồi đó. Dạ, hẹn gặp lại. Mickey, đổ bê tông ở đây đi con. Dạ được. Có âm thanh báo động hết bê tông rồi. Thật hả? Vậy con đi trộn bê tông nữa đi. Chú sẽ đợi con quay về đây nha. Dạ được, con sẽ trở lại ngay. Mình nghĩ là mình đã trộn đủ bê tông rồi đó. Có phải Rory và Benny không? Wow, để mình thử xem. Nè mấy đứa, đang làm cái gì ở đây vậy hả? Dạ. Cậu ấy làm gì mà lâu quá. Mình nghĩ mình nên coi bản thiết kế trước. Hả? Bị thiếu mất một tờ. Có lẽ mình đã đánh rơi ở chỗ cũ rồi. Mình phải đi tìm thôi. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Hả? Chú Builder. Gặp lại nhau rồi. Polly, con tới đúng lúc lắm. Bây giờ chú phải đi tìm bản thiết kế bị mất. Nhưng con cũng thấy rồi đó. Chú còn phải canh chừng chỗ này nữa. Vậy thì con sẽ ở đây canh chừng, trong khi chú đi tìm bản thiết kế. Được không con? Vậy cảm ơn con rất nhiều nha. Không có gì. Hai đứa đúng là những kẻ gây rắc rối. Cũng vì hai đứa mà anh phải quay lại đây để đổ bê tông thêm một lần nữa đó. Anh giận quá đi. Mickey. Chú Builder. Chú nghĩ con đã đi trộn bê tông, con đang làm gì ở đây vậy? Dạ đâu có làm gì. Ông Builder, tụi con chỉ chơi ở đây. Nhưng Mickey mắng tụi con và làm tụi con sợ. Con sợ lắm. Thật sự không phải như vậy chú Builder. Làm ơn hãy nghe con nói. Được rồi, tụi con hãy mau đi đi. Chơi ở gần công trường là nguy hiểm lắm đó. Dạ. Mickey, con đi trộn bê tông rồi quay lại đây làm việc ngay. Nó đây rồi. Chú ấy thậm chí không nghe những gì mình nói, còn la mắng mình nữa. Mickey lớn tiếng la mắng tụi nhỏ sao? Chắc là vậy. Vậy thì chắc phải có lý do gì đó. Lý do gì chứ, Mickey nên hành động chín chắn hơn mới phải. Cậu ấy lớn rồi mà. Trời. Không làm bê tông cứng lại, tôi có nên quay lại không? Mickey. Xin chào Polly. Xin chào Mickey. Mình đã nghe chú Builder nói rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Phải, mình đã la tụi nhỏ vì tụi nhỏ để bánh xe cán lên bê tông mà mình vừa mới đổ. Nhưng mà chú Builder không nghe mình nói, còn la mắng mình nữa kìa. Thì ra là vậy. Vui lên đi Mickey. Mình chắc chắn là chú ấy sẽ hiểu nếu như cậu nói với chú ấy những gì đã xảy ra. Chú Builder đang đợi cậu đó. Mình nghĩ là cậu nên tới đó nói với chú ấy những gì đã xảy ra. Được rồi. Không làm bê tông cứng lại, tôi có nên quay lại không? Chào Polly. Xin chào. Anh đi đâu vậy? Tụi em đang chơi à? Dạ. Anh có chuyện muốn hỏi hai đứa tụi em đây. Hỏi gì vậy? Hồi nãy hai đứa đã cán bánh xe lên bê tông mà Mickey vừa đổ đúng không? Vậy là Mickey đã nói sự thật. Hai đứa, có biết Mickey đã bị chú Builder la vì điều đó không? Dạ. Nếu hai đứa nói sự thật thì Mickey sẽ không bị chú Builder la mắng nữa. Xin lỗi. Anh rất vui vì tụi em đã biết sai. Tốt nhất là tụi em đi nói với chú Builder những gì đã xảy ra. Cái gì? Có thật không? Dạ. Nếu nói sự
sự thật, tụi con sợ ông la tụi con. Trời ơi, ông đã mắc sai lầm lớn rồi. Mickey sẽ bị tổn thương bởi những gì ông đã nói. Khi Mickey trở lại, chú hãy lắng nghe những gì cô ấy nói. Con thấy cô ấy đang trên đường và cô ấy đang buồn lắm đó. Cảm ơn Polly, nhờ con mà chú đã giải quyết được sự hiểu lầm. Và cảm ơn các con đã nói cho ông biết sự thật. Không có gì à. Không làm bê tông cứng lại, tôi có nên quay về không? Mình thật sự không muốn quay lại. Hả? Chú ấy còn đang đợi mình. Mình ghét chú Builder vì không nghe mình nói gì hết. Mình cứ bắt chú ấy chờ lâu một chút. Bây giờ mình sẽ không quay lại đó. Chú ấy sẽ không tìm thấy mình vì mình trốn mất tiêu rồi. Mình sẽ trốn ở trong này. Trốn ở trong này chú ấy sẽ không bao giờ thấy mình đâu. Vậy là sẽ không hoàn thành việc xây dựng của ngày hôm nay. Vậy sao? Hiểu lầm giữa chú Builder và Mickey đã giải quyết chưa? Chắc rồi. Chú Builder nói là sẽ nói chuyện với Mickey. Mình chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn hết. Mình nghĩ chắc là Mickey đang buồn lắm đây. Nếu lần sau mình thấy Rudy, Benny, mình sẽ mắng họ một trận. Không cần đâu. Rudy và Benny đã xin lỗi về những gì mà chúng làm. Đúng, mình vui khi chú Builder đã giải quyết hiểu lầm với Mickey. Sao ở trong này tối như vậy chứ? Không, lối ra bị chặn rồi. Mình rất là sợ. Không, bê tông cứng luôn rồi, mình không thể ra được. Mickey. Chú Builder. Mickey. Sao mà chú ấy lại chờ mình tới tận bây giờ? Nếu phát hiện mình còn trốn ở đây thì chú ấy sẽ lại la mình. Mình nên làm gì bây giờ? Mickey đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chú Builder. Hả? Con đang ở đây nè. Mickey, chuyện gì đã xảy ra vậy con? Con không thể ra ngoài bởi vì bê tông đã cứng lại rồi. Con thật sự rất sợ. Con cứ ở đó đi, chú sẽ gọi đội cứu hộ tới. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Chú Builder. Ôi trời ơi, chú đừng lo nha chú, đội cứu hộ sẽ tới đó ngay. Trường hợp khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp. Mickey đang bị nhốt ở gần công trường. Mọi người hãy tới đó ngay đi. Được rồi. Con rất xin lỗi chú. Không sao đâu. Họ tới rồi. Giúp đi ra. Ở đằng kia. Polly, hãy giúp mình. Đừng lo lắng Mickey, tụi mình sẽ đưa cậu ra khỏi đó an toàn. Rồi, chúng ta phải khoan bỏ khối bê tông này. Mình biết rồi. Mickey, lùi lại đi. Ở đây rất nguy hiểm. Được rồi. Được rồi, coi. Ừ. Hãy lấy khối bê tông ra khỏi đây nào. Mickey. Xong hết rồi, cậu có thể ra đây rồi. Cảm ơn Polly. Mình rất tức giận và mình muốn trốn ở một nơi nào đó nên mới xảy ra chuyện như vậy. Mình hiểu. Mickey, chú đã nghe Rudy và Benny nói lại rồi. Chú rất xin lỗi vì đã không nghe lời con và còn la mắng con nữa. Con cũng xin lỗi chú.
chú cảm thấy vui mừng vì con không bị thương ở đâu hết. Dạ phải rồi chú Builder. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì nữa đây chú? Không cần phải lo lắng đâu con à, ngày mai mới làm đi. Con cảm ơn chú. Chú à, con nghĩ rằng nó đến rồi. Hả? Cái gì chứ? Con xin lỗi đã làm như vậy với mọi người. Xin lỗi.